ra đây chơi người tuyết với em nha. Nhìn lên ngồi chơi tuyết rơi. Giờ này còn chơi cho đến khi nào, mà cứ đi nào, như ai làm chi biến mất. Cả lớp mình cùng nhau vui đùa, nhưng đến khi nào, em vẫn luôn tự hỏi vì sao. Ra đây chơi người tuyết với em nha. Ra đây chơi người tuyết rất tuyệt vời. Ok, bye. Ra đây chơi người tuyết với em nhé. Hãy leo lên xe vòng quanh với em. Nơi đây bao năm thời gian đã rất vất vả. Một mình em cứ vui đùa trên trò cùng như tranh vẽ. Cố gắng nhà tròn, viết đôi câu đơn trong vắng lặng. Một mình trong gian phòng, dù thế nhưng thời gian vẫn trôi. Nói với em nhé, bao năm qua chị đang ở đâu? Mọi người bảo rằng và em hãy cố lên nào, ngoài để em vẫn trông chờ. Hãy mở cửa nhé, nơi đây không còn ai vui đùa, chỉ còn em với chị. Chúng ta phải làm gì đây? Ra đây chơi người tuyệt với em nhé.